Hello, Sa đã quay trở lại cùng video squad và review song mới rồi đây. Nhân dịp hè sắp đến thì Sa sẽ giới thiệu một dòng son bám siêu tốt để bất chấp thời tiết và điều kiện khắc nghiệt vẫn bền màu ở trên môi. Chị em mình có đi bơi hay là làm văn phòng cả ngày dài thì đảm bảo là son vẫn bám. Bộ son ngày hôm nay chính là BOM, OMG Matte Lip Blocker. Sa hay gọi tắt hãng này là BOM cho tiện. BOM thì là một thương hiệu hàng ra mắt từ năm 2015, hướng đến chị em phụ nữ công sở, bận rộn nhưng mà vẫn luôn xinh xắn chỉnh chu. Bộ son ngày hôm nay thì chính là lần đầu tiên mà Sa thử son hãng này. Đây cũng là dòng son mới nhất đến từ hãng. Packaging son được phủ tông trắng chủ đạo với thiết kế đơn giản, thanh lịch, có hộp giấy ở bên ngoài. Thỏi son bên trong dạng trụ tròn thon mảnh như là cây bút, tiện lợi để mang theo. Thỏi son thì được phối trắng lai dừng về trong suốt ở đấy để chị em mình có thể nhìn xuyên thấu được phần kem son. Mút cọ bông dẹp phẳng hai mặt, có đỉnh nhỏ mảnh để dễ dàng kẻ viền môi sắc nét. Bảng màu son thì gồm 6 màu với tên là các từ viết tắt tiếng Anh thông dụng. Hôm nay sẽ swatch và review đủ cả 6 cho chị mình nhé. Mở đầu bảng màu 01 LOTD là sắc đỏ cổ điển thuộc nền tảng đỏ hồng tông lạnh huyền thoại. Màu son dễ dùng qua 5 tháng, không có điểm trừ nào cả. Màu son này thì sẽ tặng kèm combo tôn da và làm trắng răng khi dùng. Chiếc son OMG Matte Lip Blocker thì thuộc chất kem lì cổ điển, sau khi đánh sẽ set về finish lì căng tối đa. Son thì ở dạng kem có độ đặc nhẹ, không bị bết sánh cũng không lỏng tuê cho nên sẽ không bị dính răng đâu. Nhưng mà lướt lên môi thì rất là mỏng nhẹ và đều mượt. 02 BFF là gam đỏ cam lạnh nổi bật, màu son tươi và có ánh cam rõ cho nên sẽ hơi làm xỉn men răng. Son không kén tông da và có thể dùng ở trên mặt mộc được nếu mà da chị em mình không nhiều khuyết điểm. Chiếc son này thì khi set rất là nhanh cho nên Sa nghĩ chị em mình sẽ cần thao tác đánh son nhanh, lẹ tay, chính xác. Độ lên màu của son thì cực kỳ tốt, sẽ chuẩn rõ đậm 100% ở đường màu đầu tiên luôn. 03 LOL là sắc san hô đào, hợp nhất cho các bạn có da trắng răng trắng và nên kết hợp makeup đi kèm. Do đặc tính của chiếc son kem lì truyền thống là sẽ bám chặt vào môi cho nên cũng hơi se môi và khô môi nhẹ. Chị em mình sẽ cần dưỡng môi và tẩy tế bào chết trước khi dùng để son được đẹp nhất nha. Càng theo thời gian thì son sẽ hơi khô se dần và sẽ lộ vân môi hơn là lúc mới đánh. Son này thì không quá nhẹ môi nhưng mà cũng không nặng môi, cũng không bị bết như là các son kem lì khác. 04 TMI là đỏ nâu lạnh trầm thời trang và siêu dễ dùng, chị em mình dùng kiểu nào cũng xinh. Sa thích màu này nhất cả bảng màu luôn. Mỗi thỏi son thì có trọng lượng là 4g, đang được khuyến mãi còn 224.000 so với giá gốc là 298.000. Son này thì chị em mình có thể dễ dàng tìm mua ở Bixi, Gradient, Watson hay là Hasaki đều có. 05 F4F là hồng đầu đất lạnh lạ mắt, màu son xinh nhất cho da trắng răng trắng và có undertone từ neutral ngã về lạnh nên makeup đi kem. Đỉnh nhất ở chiếc son này là độ bám siêu cao, tầm từ 8 đến 10 tiếng. Khi va chạm thì son cũng sẽ không để lại dấu màu. Son chỉ tan khi gặp đồ ăn dầu mỡ thôi. Khi mà tẩy trang với son này thì chị em mình sẽ cần dùng đến tẩy trang có gốc dầu. Khi dập lại thì nên lau sạch lớp cũ đi rồi tô lại một lớp mới. 06 XOXO là tím hồng trầm cá tính thuộc về tông lạnh. Về màu son này thì yếu tố tông da, men răng và cả makeup sẽ y chang như 05. Chiếc son kem lì truyền thống thì Sa thấy phù hợp nhất cho các bạn mà thích son bám lâu, lên màu chuẩn nét và finish sẽ về lì tối đa. Chiếc son sẽ khá là thích so với mặt bằng son kem lì truyền thống. Xét từ chiếc son đến bảng màu luôn á, thì Sa thấy son sẽ phù hợp nhất cho các chị em văn phòng luôn muốn vẻ ngoài hoàn hảo mà không cần touch up son và touch up makeup nhiều. Nhưng với chiếc son này thì chị em mình nên cân nhắc về khoảng mùi hương nha. Trên thang điểm 10 thì Sa xin cho son 8 điểm. Sa thích nhất hai màu là 04 và 01, cũng như là xin recommend màu này cho chị em mình luôn.